Xin chào mọi người, cùng chào đón mọi người quay trở lại với Gia Gia Makeup Channel ngày hôm nay. Hôm nay là số thứ 9 rồi, Gia Trường Nhi rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và cảm ơn tất cả các bạn fan nữ đã đăng ký cho cái channel makeup của Gia Gia. Và các bạn đừng lo, các bạn cứ đăng ký đi rồi Gia Gia sẽ sắp xếp cho các bạn một cái số nào đó phù hợp với cách makeup mà bạn mong muốn nha. Và bây giờ thì ngày hôm nay Trường Nhi đã mời tới một bạn fan nữ rất là dễ thương và bạn ấy đăng ký đã rất là lâu rồi. Cho nên là chúng ta cùng chào đón bạn ấy nhé. Xin chào mọi người, mình tên là Bảo Nghi. Thì hiện tại mình đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Sư phạm và là chuyên viên tư vấn của trường Anh ngữ I Can Read. Hello buddy, my name is Nghi. I'm a 4-year student of pedagogy of university. Wow, như chị đại sở của em dạy tiếng Anh rồi. Nghi ơi, em học tiếng Anh được bao lâu rồi? Dạ thì hiện tại em học tiếng Anh được cũng 4 năm rồi chị. 4 năm rồi. Và em có mong muốn là mình sẽ là cô giáo dạy tiếng Anh không, hay là có liên quan gì đến cái nghề mình học không? Dạ có, thì hiện tại em đang mong muốn sau này sẽ trở thành giáo viên của một trường quốc tế. Wow, dạ. Chị chúc cho em một cái năm mới 2019 sẽ đạt được cái mà em mong muốn trong năm 2019 này nhé. Và chị chỉ muốn hỏi em một câu là lý do tại sao em đăng ký vào kênh makeup của chị không? Tại vì hiện tại thì em rất là thích chị, bởi vì chị là một người sống rất là tích cực nè. Và chị cũng hay chụp cái tấm hình ở trên mạng nữa chị. Em rất là thích luôn, bởi vì em mong ước là sau này mình sẽ được một cái giúp dáng như là chị kia, Gia Gia Trường Nhi đây. Là em mong muốn là có một cái body giống như chị đúng không? Dạ đúng. Thì chị sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm mà ăn uống cũng như tập luyện của chị sau. Còn bây giờ thì hôm nay chị sẽ mang đến một cái layout makeup như thế này đây. Để tặng em. Thì đây là một layout makeup trend mới của Hàn Quốc, đó là gắn sao rất là đầy mặt nhưng mà rất là xinh xắn như thế này. Hy vọng là ngày hôm nay chị sẽ biến hóa em thành một cô gái xinh xắn và dễ thương cute trong năm 2019 này nhá. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Bước đầu tiên thì sau khi hỏi qua thì chị biết là em không có xài dưỡng gì đúng không Nghi? Ngày hôm nay chị sẽ dành tặng cho em một loại kem dưỡng cũng bắt nguồn từ một cái sản phẩm của chị Nhật Kim Anh. Thì các bạn cũng biết chị Nhật Kim Anh quá nổi tiếng rồi, và những cái thương hiệu của chị bây giờ cũng khá là nổi tiếng và bán rất là chạy, đó là thương hiệu của Laura Sunshine. Thì ngày hôm nay chị sẽ tặng em. Dạ cảm ơn chị. Chị sẽ đọc sơ về cái công dụng của sản phẩm này. Nó là vừa chống nắng, ngăn ngừa lão hóa da, làm trắng da, dưỡng ẩm da, làm dịu da và ngăn ngừa nám da, giảm nhăn da nữa. Thì cái này chống nắng đến 50 cộng cộng lực. Bây giờ chị sẽ vô cho em nha. Bây giờ sẽ xịt ra một ít trước để bôi cho em nhé. Em biết cái là phần chống nắng cho nên chúng ta sẽ lựa một ít lượng để bôi thôi. Tại vì cái nền á, nếu mà mình đánh dày quá thì cái nền của mình nó sẽ bị dày. Đó. Thì khi chị bôi cái này lên thì chị, em thấy cái công dụng của nó rất là hay. Tại vì nó có thể là nó thay thế luôn cái phần cream của mình, nó là phần nền của mình luôn á, làm cho da mình trắng sẵn khi mình đi ra ngoài đường luôn. Rồi, mình sẽ lấy thêm phần còn lại để mình đánh xuống phần cổ luôn. Nó sẽ trùng với cái màu da mặt của mình. Cho em coi nha. Nó sẽ trắng cái phần cổ của em với cái phần mặt của em vô luôn. Rồi. Bước tiếp theo thì Trương Nhi sẽ sử dụng sản phẩm của Makeup Forever HD để cover lại cái nền cho bạn Nghi nha. Em sẽ dùng một lượng ít ra trước. Dùng tay để dặm lên phần mặt của mình trước, sau đó sẽ dùng muốt tán đều. Mình sẽ dùng muốt tán đều ra hết khuôn mặt của mình, tán lên phía chân tóc luôn để cho nó đi liền với màu tóc và màu da mặt luôn. Ok, nhớ là cái phần nền á, chúng ta đừng quẹt. Như những số khác thì Trương Nhi cũng đã hướng dẫn các bạn rồi, chúng ta đừng có quẹt qua, thì cái phần nền trước đó là phần chống nắng, mình sẽ nó trôi đi luôn. Mình chỉ cần dặm nhẹ thôi, mình dặm nhẹ lên khuôn mặt của mình thôi. Hãy yêu thương khuôn mặt của mình để khuôn mặt của mình càng ngày càng rạng ngời hơn nha.
cho lông mi của Nhi là lông mi nối, cho nên chú Nhi sẽ trừ cái phần nó ra. Tại vì khi mà bạn dặm cái phần nền lên lông mi nối của Nhi á thì nó sẽ bị dày, và sau khi mình đánh mascara lên nữa nó sẽ rất là không tự nhiên, cho nên mình sẽ trừ phần nó ra. Tiếp theo chú Nhi sẽ dùng Deep Concealer để che phần thâm cho Bảo Nhi. Không khóc Bảo Nhi. Hình như em có bắt gió ở đâu đây nè. Chị thấy hình như có cái gió bắt gió ở đây nè. Mình sẽ che hết, không để cho người yêu của mình thấy một khuyết điểm nào hết trên mặt của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dặm những cái phần mà chúng ta vừa che khuyết điểm. Nên nhớ là cái nền concealer này chúng ta dặm lên là phải dặm liền, không thôi là nó sẽ bị khô lại. Cái này rất là nhanh khô nha mọi người. Rồi, xong phần concealer, tiếp theo chúng ta sẽ phủ phấn. Ok, chúng ta sẽ dùng Chanel phấn phủ. Loại này chúng Nhi cũng rất là hay dùng, rất là mịn, trắng sáng hồng tự nhiên. Theo chúng ta sẽ phủ phấn lên. Nghi ơi, thường thường em make up thì em tự make up hả? Hay là em đi ra ngoài tiệm? Dạ, ra ngoài tiệm chị. Em cũng thích make up mình thì đi làm đơn giản hơn. Vậy hả? Dạ. Thường thường đơn giản thôi, rồi đi chơi với người yêu là tự make up luôn. Dạ, tại hiện tại em chơi với người yêu. À, vẫn ế hả? Hãy gia nhập hội chúng ta. Rồi, hội chúng ta sẽ luôn luôn tươi trẻ nè, đẹp đẹp đúng không em? Dạ, xinh đúng đẹp rồi. Đúng không em? Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng mask để tạo khối cho Bảo Nghi. Đây là NC40. Khối thì chúng ta sẽ đánh từ vùng má tán lên phần gò má. Tại gương mặt của Bảo Nghi hơi tròn và trái xoan, cho nên chúng ta sẽ chặt khối nhiều một chút để cho thon hơn một xíu, vi line hơn xíu nha Bảo Nghi nha. Cái này cũng vậy, từ dưới góc má lên gò má. Trán chúng ta cũng tán vô phần trán vô tóc để cho nó liền cái màu tóc với lại phần khối luôn. Thường thì cái trước đây thì Chương Nhi sẽ đánh hết cái phần màu má lên phần gốc, phần này ta gọi là gì ta, góc cạnh của khuôn mặt. Thì bây giờ nếu mà để là rõ cái phần này hơn thì cái phần này Chu Nhi sẽ đánh ở dưới này nhiều hơn để cho nó rõ cái phần gò má của Bảo Nghi hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh chân mày, thì Chu Nhi sẽ dùng UB cộng để vẽ phần chân mày cho Bảo Nghi. Thường thường chân mày của Bảo Nghi thì hơi thưa nè và ít hơn, thì lát Chu Nhi cũng sẽ tạo những cọng chân mày 3D. Như ở nhà em có ít nói không Nghi? Dạ không chị. Tại sao lên show của chị em ít nói thật sự luôn đó? Chị cứ tưởng em là ít nói. Tại em sợ em nói chị không làm việc được á. Không, chị làm việc được, em hãy nói chuyện với chị đi. Dạ. Hèn chi vậy, thấy rất buồn. Tại sao cô ấy không nói chuyện với tôi? Cô ấy đã chờ 3 năm nữa đây nói chuyện với tôi mà lên 3 năm rồi. Cô gái gặp tôi cô ấy không nói gì hết. Dạ thì bình thường em cũng hay xem, cũng có clip của chị, bữa chị Thanh make up cho chị đó. Là cái đó là Tết năm ngoái. À dạ thì em... Tết năm nay chị cũng đã hành hạ chị Thanh lại rồi em. Không chừa chị Thanh đâu. Thực ra là chân mày của Bảo Nghi rất là khó vẽ đó mọi người ơi. Thưa và cái phần đuôi không có lông mày, cho nên là chị Nhi phải ăn gian cái phần phần đuôi của Bảo Nghi ra một xíu để làm cho cô ấy có cái một cái chân mày nó rậm hơn, và cũng như là nó làm cho cái gương mặt cô ấy thon hơn. Thì thường thường cái chân mày mà càng dài càng thon á thì làm sao cho mặt mình nó thon gọn và dài hơn. Thế là chị Nhi sẽ dùng trì đen để tạo chân mày 3D cho Bảo Nghi. Đó, như những số trước thì Chu Nhi hướng dẫn mọi người là chúng ta sẽ vẽ sợi từ dưới lên. Cái phần đầu thì chúng ta cứ tạo những cái cộng sợi từ dưới lên như vậy theo cái hướng sợi lông mi thì của mình. Phần đuôi thì chúng ta cũng sẽ ăn gian lên từ cái phần tạo cái phần lông mày cũng sẽ quẹt xuống như vậy theo cái chiều lông mày nha. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng concealer của MAC
để tạo khung chân mày cho Thảo Nghi. Chúng ta sẽ lấy màu trắng này đi. Mình tắt cái chân mày của mình ra nó cho nó rẻ rõ nét hơn. Rồi, xong phần chân mày. Thật là thử thách. Đây, mọi người có thể thấy ra phần chân mày của Bảo Nghi rất rõ hơn, rậm hơn. Đến với phần màu mắt thì Châu Nhi sử dụng của bảng màu mắt Sphere, siêu đẹp luôn. Thì hôm nay Châu Nhi sẽ đánh tông hồng, tông hồng tự nhiên. Rồi, chúng ta sẽ tạo phần khối mắt cho Bảo Nghi trước với màu mắt nâu ánh nhũ này trước nha. Tán hết phần màu mắt luôn. Rồi, nhắm mắt nha Bảo Nghi nha. Đối với phần lông mi của Bảo Nghi là lông mi nối á, cho nên mình phải cố gắng làm sao để né, để né không cho mấy cái bột phấn của móc nó xuống phần lông mi. Nghi ơi, em nối lông mi này lâu chưa? Dạ, em cũng mới nói vậy tại do có tiệc cuối năm á. Dạ. Với lại dịp Tết này nữa cho nên là mình là nối luôn đúng không? Dạ, em thấy cũng tiện. Đi đâu thì nó cũng liên tục. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng màu hồng để nhấn nhẹ phần đuôi mắt cho Bảo Nghi. Chúng ta sẽ nhấn nhẹ phần đuôi mắt. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm mi. Bây giờ mỗi lần đến cái bước này là hoang mang lắm. Như nhớ những cái số trước vậy bao giờ rồi. Yeah. Chị rất là sợ khu bấm mi, tại vì cái khâu bấm mi này chị sợ là bấm như thịt á. Cho nên là bây giờ chị sẽ cố gắng là không có bấm cái thịt em nhé, nhưng mà nhìn xuống. Nhìn xuống nha. Rồi. Oh my god. Nó hơi đậm đó. Rồi. Đau không Nghi ơi? Dạ không chị. Đau la lên nha em. Dạ không. Đừng có ngậm ngùi chịu đựng nha. Tí hồi con mắt không còn trên khuôn mặt nữa. Không chịu đựng được nữa chị. Đau không chị coi coi. Chị nghĩ là mốt á, em nối mi á, em nên nối thương rồi một xíu thì nó sẽ tự nhiên hơn. Dạ. Cái này thì mình nó hơi hơi rậm quá thì nó sẽ làm cho khuôn mặt mình nó hơi không tự nhiên lắm. Nếu mà muốn tự nhiên hơn thì nên nối một hàng hay hàng rưỡi thôi là được. Chị nghĩ cái này chắc không phải hàng ba hàng quá. Chị sẽ cố gắng làm cho lông mi em cong lên xíu. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng mascara để trước hai lông mi cong vút lên nãy giờ bóng khó khăn của Châu Nhi. Em có bị áp lực khi chị bóng lông mi em không? Em nói thiệt đi, em đừng nói xạo. Nói đi. Lo lắng đó chị. Em lo lắng hả? Không, nhưng mà em tí hồi chị sẽ cho em coi sản phẩm mà chị make up rất là tuyệt vời em à. Đừng lo nha. Ok. Đối với lông mi của Bảo Nghi thì chúng ta chỉ chuốt lên phần đầu thôi thì nó sẽ tạo cái hàng lông mi giống như là hàng lông mi giả mà mình gắn lên vậy đó. Tại vì lông mi nối của mình nó đã rất là rậm rồi. Bây giờ mình chuốt lên. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng của Sugar để vẽ mắt dưới. Mắt dưới đây. Chúng ta sẽ vào nhỏ đâu anh nhận. Thì bây giờ Nghi nhìn lên. Nhìn xéo đây nè em. Không không, để khuôn mặt ở đây nhưng mà nhìn mắt em xéo ở đây. Ok. Đối với phần màu mắt dưới thì chúng ta có thể dùng màu nâu nhũ này để tán cái phần dưới. Từ phần đầu mí cho đến hết phần đuôi mí luôn. Đuôi mí dưới luôn. Chúng ta sẽ đánh ăn gian ra một xíu để tạo cho cái mí dưới của Bảo Nghi bự hơn. Đánh ăn gian hơn một xíu nha. Đó. Mình sẽ dùng chì luôn để mình lấy cái phần màu hồng nhấn phần đuôi còn lại. Đối với màu hồng thì chúng ta nhấn ít thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần chút mi dưới cho Bảo Nghi. Rồi, Bảo Nghi ơi, em nhìn lên. Chị sẽ chút mi dưới cho em. Nghi ơi, em có coi những phim sau này của chị không Nghi? Dạ, có. Vậy cái phim gần nhất của chị là phim Em Chưa Lấy Chồng, em coi chưa? Em mới coi phim Thảo Cua thôi à. Thảo Cua thôi hả? Yeah. Phim Thảo Cua đang chiếu trên STV 14, SCTV 14 đúng không ta? Dạ.
Thì phim đó thì em có ấn tượng gì đến cái vai diễn của chị không? Em thấy cái vai diễn mà chị tập, chị cởi ngượng mà chị bị té luôn. Rồi cái phim đó là chị... xinh quá hả chị? Phim đó là chị quay, chị bị té bất tỉnh luôn đó em, bất tỉnh luôn đó. Mà phải hy sinh như vậy thì mọi người mới có phim coi và có những vai diễn mới lạ cho chị đúng không? Yeah. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng Fenty Beauty để đánh phần like sáng cho Bảo Nghi. Thì cái hộp Fenty Beauty này của Rihanna đó. Hôm qua em thấy chị mới đi từ thiện ở đâu đúng không ta? Hôm qua hả? Yeah. Chị hay đi từ thiện lắm, thường thường là một tháng chị sẽ đi từ thiện đến 2-3 chỗ lận. Ở thành phố hay sao chị? Nó từ thiện của mình thì cũng ở thành phố Sài Gòn hết á em. Ở quận 4 và quận 8. Nếu mà em có muốn tham gia thì em cứ việc mà liên lạc với một cái bạn đó là bạn bạn Lợi. Mà bạn Lợi đó chị hay tag tên đó. Thì chúng ta sẽ có thể gặp nhau được trong những buổi sự kiện về từ thiện. Đó. Đến với phần liner thì chúng ta sẽ sử dụng màu này để đánh phần mũi, dưới miệng, trên miệng, ít dưới cằm, phần trán nè để bắt sáng nè. Đó. Dưới mắt. Ok. Gò má xíu nữa là xong rồi. Chúng ta gần xong, đánh sống mũi cho Bảo Nghi nữa là môi nữa là xong. Chúng ta cũng sẽ sử dụng của UB cộng để tán sống mũi cho Bảo Nghi nha. Thì đến với sống mũi thì chúng ta cũng sẽ từ chân mày nối xuống phần đầu chóp mũi. Phần đầu thì chúng ta sẽ nhấn đậm hơn một xíu. Đó, các bạn thấy chúng ta sẽ nhấn đậm hơn một xíu. Tán qua hai bên. Tết thì chị có thường phải thăm gia đình không chị? Tết năm nào chị cũng thăm gia đình em. Năm nay cũng thăm gia đình luôn. Tại vì ăn Tết ở Sài Gòn á. Có một năm chị ăn Tết ở Sài Gòn chị cảm thấy là rất buồn. Dạ đúng rồi. Năm nay em cũng về quê đúng không? Dạ em năm nào em cũng về quê hết á chị. Dạ, quê em ở đâu? Dạ em ở Bến Tre. Bến Tre, Bến Tre cũng gần đúng không ta? Dạ, từ Sài Gòn đi xuống khoảng 3 tiếng. Dạ. Rất là gần. Chị thì quê chị hơi xa nhưng mà chị có may quá có máy bay. Không như Bến Tre không có máy bay. Chị bay có 35 phút thôi là tới rồi. Em ngắm nghía cái sống mũi cho chị coi. Đến phần má hồng thì Trương Nhi cũng sẽ sử dụng má hồng của mắt. Nên phải tán đến phần má hồng. Để đến phần má hồng là chúng ta sẽ đánh khác hơn mọi khi là chúng ta sẽ dặm hai phần trắng hai cục tròn nó giống như là hai chính xác là hai cái phần tròn giống như là hồng hài nhi vậy đó, nhưng mà chúng ta sẽ đánh lọt thôi. Sẽ không tán lên cái phần gò má nữa. À, nãy giờ vội vàng quá chúng ta đã quên một bước đó là vẽ phần liner. Thì Trương Nhi đang đây là phần liner chúng ta sẽ sử dụng của Innisfree. Nhìn xuống nào, nhìn xuống nào. À, ok. Rồi, xin lỗi chị em một chút. Nhắm mắt luôn ha Nhi, Nhi em nhắm mắt luôn. Ok. Em phải nhắm mắt luôn trong đôi vẽ này mà chị lỡ tay cái là chọt cho mắt em đó. Quay qua đây xíu, quay qua đây. Tiếp
theo thì chúng ta đã xong cái phần mắt, tiếp theo đến phần môi. Đối với phần môi thì Chương Nhi sẽ sử dụng son môi của chị, những cái manh luôn. Chị tặng cho Chương Nhi quá nhiều sản phẩm, nhưng mà Chương Nhi cũng không có ích kỷ, chia sẻ cho tất cả các bạn và cho tặng luôn Thảo Nghi cái dòng sản phẩm mới nhất của chị ấy luôn. Dòng son phẩm nè, có chữ ký của chị ấy, của Laura Sunshine luôn, màu này siêu đẹp mà nước. Bây giờ thì Chương Nhi sẽ tán hết cái màu nude lên trên môi trước, và sau đó mình sẽ nhấn cái phần môi màu hồng ở giữa. Ok, chúng ta sẽ tán đấy. Em căng môi ra đi. Ok. Đối với phần môi của Bảo Nghi thì Chương Nhi sẽ ăn gian môi dưới để cho nhìn nó mộng hơn. Đó, ăn gian môi dưới một xíu. Một xíu thôi. Với phần nước này thì chúng ta đánh lợt thôi. Thì cái đầu môi, phần môi trên chúng ta sẽ đánh lợt thôi, tạo cảm giác nhìn nó dễ thương, cute hơn. Tiếp theo thì Chương Nhi sẽ sử dụng Pin Pure A84 của MAC để lấy một chút màu hồng thôi, một chút thôi nha, một chút xíu thôi. Để nhấn cái vùng môi giống như Chương Nhi nè, tạo này màu ánh hồng dễ thương. Cuối cùng thì Chương Nhi sẽ sử dụng son bóng của dòng MAC. Thì cái dòng son bóng này Chương Nhi Lip Crush. Thì dòng son bóng này chị rất là thích luôn đó em. Nó làm căng mọng và nó làm môi của mình rất là dày. Đánh son xong rồi mình đánh lên. Đúng rồi, nó làm cho mình môi mình rất là dày. Đó, giờ mình sẽ đánh lên. Thì cái đến với phần này thì chúng ta chỉ nhấn từ lòng giữa môi á, mình tán ra một ít ra phía đầu môi, hết cái bề mặt môi của mình thôi, để tạo cho cái môi mình nó điểm nhấn cho cái môi mình nó mộng. Mình đừng đánh hết môi. Ở trên cũng vậy, từ giữa lòng môi mình sẽ tán lên, lan ra ngoài. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng luôn lip crush này. Chúng ta sẽ dùng một tay lấy một ít để bôi lên phần mắt, tạo màu bóng của mắt giống như chị vậy nè. Em giờ em nhắm mắt lại đi. Cuối cùng, đây là cái bước cuối cùng, và cái bước này là người ta gọi là chơi đồ hàng đó mọi người. Đây là dòng sản phẩm của Beauty Classics. Đây là dòng sản phẩm mà chị Nhi đã đi tìm mua ở ngoài. Wow, xinh xắn đúng không? Thực ra là cái phần màu này có keo sẵn rồi, bây giờ chúng ta cần tháo ra và gắn lên trên mặt của Bảo Nghi thôi. Thì đối với trang phục của Bảo Nghi thì chúng ta nó hơi ánh hồng, thì chúng ta sẽ dùng màu hồng để gắn lên. Bây giờ chị sẽ chơi đồ hàng với mặt em nè chị ơi. Ok, bây giờ sản phẩm của Gia Gia Chương Nhi đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ bước cuối cùng đó là cho em xinh tác phẩm của anh chị chúng ta bây giờ. Trời dễ thương quá, cảm ơn chị. Rất cảm ơn là Bảo Nghi đã đến với số thứ 9 này của Gia Gia Chương Nhi Makeup Channel. Hy vọng là các bạn nữ đừng quên là hãy đăng ký tiếp theo nhé, để có cơ hội để cùng Gia Gia Chương Nhi biến hóa mình trở nên xinh đẹp hơn nè. Và còn bây giờ thì cuối chương trình thì năm 2019 chị có một phần quà từ nhãn hàng Laura Sunshine để tặng em, và cũng hy vọng là trong năm 2019 này em sẽ đạt được thành công như em mong đợi và hy vọng là em sẽ cảm ơn chị. Thì em cũng xin chúc chị và Jenny sẽ ngày càng thành công, và sắp tới thì cũng có nhiều dự án lớn hơn nữa. Dạ, cùng em hẹn gặp lại các bạn cùng theo dõi chị ha. Cảm ơn mọi người, và bây giờ cũng sẵn tiện ghi luôn là sắp tới Jenny có cốc của phim điện ảnh nè. Đó, của đạo diễn Nhân Hân, cũng như là em chỉ muốn lấy chồng để phát trên VTV9 vào lúc 6:45 chiều nhé. Các bạn đừng quên là đón xem, và còn bây giờ hãy đừng quên là hãy share video này cho tất cả mọi người, để mọi người cùng biết và cùng tham gia nhé. Còn bây giờ chúc mừng năm mới mọi người.